Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lá y tự nó không làm nên thầy tu, nhưng nhờ chiếc y vàng thanh cao là biểu tượng ngọn cờ của chư hiền thánh tăng, mà người tu sĩ Phật giáo khi mặc vào sẽ tự biết những gì nên làm và không nên làm. Đồng thời, dòng sinh mệnh của Phật giáo được tương tục tiếp nối và tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ những chiếc y vàng được khoác lên mình các tăng sĩ, những vị đã tự nguyện dấn thân sống đời ly gia cắt ái, nhận lãnh sứ mạng truyền thừa chánh pháp và phổ độ chúng sanh, nhằm mục đích tạo cơ hội cho hàng tứ chúng tại gia cư sĩ gieo duyên lành giải thoát, chư vị xuất gia tiếp nối công hạnh hoằng pháp lợi sanh của mười phương tăng chúng mà hàng năm trong ngày lễ truyền thống này đã được Đức Thế Tôn ban hành từ ngàn xưa, cho phép chư Phật tử thiết lễ cúng dường Ikasa Katina đến chư Tăng đã thọ phép an cư kiết hạ trọn 3 tháng. Chùa Hương Đạo long trọng cử hành đại lễ dân y Ikasa Katina đến chư Tôn Đức Tăng già vào lúc 12 giờ chiều ngày thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Kính mời thay mặt ban tổ chức tỳ kheo Bửu Đức. Chương trình đại lễ dân y Katina ngày 15 tháng 10 năm 2022 Phật lịch 2566. 10 giờ sáng đặt bát cúng dường trai tăng, Phật tử dùng cơm chay thân mật. 12 giờ chiều, chư Phật tử tề tự chánh điện. 12 giờ 30 chiều, chư Phật tử cùng đoàn rước y bát nhiễu Phật 3 vòng quanh Tịnh Minh Bửu Điện. 3 hồi chuông trống bát nhã, chư Tôn Đức Tăng già quan lâm chánh điện. Lễ bái Tam Bảo tóm tắt, nghi thức dân y, tăng sự thọ y, cúng dường tứ sự đến chư Tôn Đức Tăng già, tụng kinh an lành và chúc phúc, thuyết pháp hồi hướng công đức. 3 giờ chiều hoàn mãn. Quý Phật tử phát tâm cúng dường thực phẩm và lễ phẩm trong ngày đại lễ xin mang đến trước 10 giờ sáng. Quý Phật tử có nhu cầu thỉnh y Ikasa để cúng dường trong ngày đại lễ dân y xin hoan hỷ liên lạc trước điện thoại của chùa 817-710-6885, Helen 682-597-6372, Sư Tuệ Nhân 972-859-0086.